lớn ở thạch dĩ để đốt sạch những khu nhà lao động ở đó. Chính phủ Hồng Kông vì muốn ăn trí cho những gia đình nghèo này đã cho xây dựng một số khu chung cư gọi là khu tái trí. Theo chiến dịch đó, số lượng ngày càng gia tăng lên. Cả dạng người phải sống chen chúc trong những nhân viên nhỏ, thêm vào cha mẹ bị việc kiếm sống qua ngày, chế độ giáo dục lại không được hoàn thiện. Rất nhiều thiếu niên đã vì thế mà đi làm đường lạc lối. Khu sân vận động tái trí chính là nơi để cho đám trẻ phát huy hào phách tinh lực của chúng. Anh Nam em tới nè. Đạt Nhị, Đạt Minh đâu? Sao không thấy nó ra? Đi mua cờ rem với con Lan rồi. Hey, Lão Nhị à, hôm nay không có đi học à? Hôm nay lớp anh Văn, tiếng Anh nó biết em không biết nó. The pen, man. Mẹ em biết được thì em sẽ chết đó. Anh đánh em hả? Đánh thì đánh, có chết ai đâu. Có giỏi thì được theo đi. Nè nè, đừng giải nha, đừng giải nha. Ây da, gì không có lo học hành gì hết trơn. Trời ơi, nhìn đá áo đầm của người ta hả? Mày làm cái gì ở đây? Sao không học hành hả? Đi về học hành mau lên. Còn chứ ngồi cùng đi về để tôi mà, đâu có gì đâu. Đừng có chạy nha, đứng lại cho tao. Đạt Minh à, Nam đâu? Chơi đá banh kìa. Sơn kê, tới chơi đá banh đi. Lát là tới ngay. Nè, mày có biết cái sân này của tao không? Tới đây tao biểu coi, tới đây. Tới đây đi. Lấy banh này chút nữa quăng trúng tao rồi đó, có biết không? Mày ở chỗ nào? Tầng thứ 13 trên kia kìa. Kể mày. Anh bây giờ muốn làm gì? Tao đây, tên là Khuôn. Tụi bay ngày mai mỗi đứa mang gói lì xì tới sân banh gặp tao. Nè anh Khuôn à, cái sân banh này là đại ca B coi đó nha. Anh chưa bảo tôi là em Út kìa. Còn anh á hả? Vậy tức là mày xem thường tôi rồi chứ gì hả? Chết đi. Chết đi mày. Nè anh Nam à, ngày mai nhớ đem gói lì xì tới đây nghe chưa. Tụi bay cũng vậy đó, đừng có nhìn nữa. Nếu không mỗi đứa một chai coca, gặp một lần là đánh một lần đã biết chưa hả? Mẹ nó, đứng lại đi. Đứng lại cho mày. Đừng đánh nữa. Phải dạy tụi nó biết đạo lý làm người đó mà. Đập mạnh chút nó đi. Ừ, trẻ con thôi mà. Tha tụi nó đi. Được rồi, anh bảo sao tôi làm vậy thôi. Ngừng tay lại đi. Ngừng đi. Anh B à. Gì? Lão đại xem tới dùng bổ sơn làm việc đó. Em thiếu ngất đang anh giúp đỡ nha. Được rồi, tối nay gặp nói chuyện đi ha. Vậy thì nói chắc nha, lát nữa gặp ha. Đi về. Đi về đi. Đi về. Nhóc con không có sao chứ? Nếu muốn làm một đứa trẻ con ngoan thì về nhà lo học hành đi, đừng tới đây chơi đá banh nữa. Nếu có ý chơi thì nói là quen với anh B là được rồi, biết chưa hả? Anh B à, em muốn đi theo anh. Năm 1995, Sơn kia đâu? Cần gì phải hỏi nữa, chắc đi học đêm Plaza cho rồi. Không phải nó quay chỗ đậu xe ở đó sao? Anh không biết hả, trong học đêm con gái đi ôm đó. Cái thằng ung hoàng. Được rồi, không có cần tiễn. Nè, anh nói lát nữa nhớ trở lại tìm em nha. Nếu không trở lại, em không tha thứ cho anh đâu. Tính ra đi. Tối nay nhớ trở về nha. Quên chuyện cô gái đi có được không hả? Không có cách nào cả. Ai bảo tên Sơn Kê? Hèn chi bị gà mổ hoài. Ê, bàn tới câu chuyện đi. Tôi và Đại Thiên Nhị đi tìm Đạt Minh và Đạt Nhị nghe. Anh đi lấy đồ nghề, đúng 10 giờ rưỡi tới nơi. Ừ, bye bye. Bye. Lợi hại thiệt chà, hấp dẫn thiệt chà. Ê, nhột, đừng đụng ba. Ba, con ra ngoài chơi chút nha. Đi sớm thì sớm nha. Con biết rồi. Đạt Minh, anh làm việc nha. Nè,
Đây chính là chỗ tên Ba Mượn. Bình thường có 5 người đi theo hắn, và mỗi thứ tư hắn đều đến chỗ này để mà đấm bóp và tắm hơi. Sau 2 tiếng đồng hồ đấm bóp rồi, hắn sẽ đi phòng nghỉ ngơi và quay TV. Chúng ta sẽ chia nhau mà đi vào trong đó. Sau 9:30 kiến cơ hành sự nha. Trần Hậu Nam, biệt danh Thái Trẻ Nam, 24 tuổi, nghề nghiệp là thành viên của Hồng Hương xã, tính tình trọng nghĩa khí, đầu óc bình tĩnh. Bao Đạt Minh, biệt danh Sào Bì, 22 tuổi, nghề nghiệp thành viên Hồng Hương xã, tính tình bình tĩnh, có lòng trách nhiệm. Lương Nhị, biệt danh Đại Thiên Nhị, 23 tuổi, chức nghiệp thành viên của Hồng Hương xã, tính tình sôi nổi, giỏi đánh quyền. Bao Đạt Nhị, biệt danh là Bao Bì, 20 tuổi, nghề nghiệp là thành viên của Hồng Hương xã, tính tình nhu nhược, sợ chuyện. Triệu Sơn Hà, biệt danh Sơn Kê, 23 tuổi, chức nghiệp thành viên của Hồng Hương xã, tính tình nhược điểm, háo sắc. Giáo hội của tuổi Lầu Sáu có rảnh mời bà tới nghe giảng đạo. Dạ. Đúng đó, tin Giê-xu tốt lắm đó. Giê-xu xung quanh xu bà đó. Anh thanh niên này nếu có rảnh thì tới nghe nha. Được rồi. À, ê, thang máy đã cúp điện rồi à? Nè. Ê. Nè, chưa nhìn thấy qua đầu nghề sao? Anh thanh niên à, bội muốn đánh lộn sao? Chuyện gì tới ông chứ? Buông xuống đồ đao, lập tức tin Giê-xu đi. Ông im miệng đi. Chú có sắp xếp chúng tôi vào lúc này gặp thang máy bị cúp điện hay không? Nhất định đây là chỉ ý của người đó, hãy tốn quýt thời gian để nghe tôi giảng đạo đi. Chúng ta nói chuyện không có hợp, đừng có tốn công. Vậy thì anh đi theo lão đại này vậy? Việc này ăn thua gì tới ông? Hay là anh đi theo Giê-xu đi? Giê-xu. Mới tới làm hả? Anh Ba Bự, cô ta quả thiệt là mới tới làm đó. Mặc cái gì mà thôi vậy? Sao chân giọng không nguyên máy chút nào? Cởi ra hết đi. Đừng mà. Anh Ba Bự à, cô ta chỉ tới đây để làm móng tay móng chân thôi. Cút đi. Anh Ba Bự, anh không việc gì chứ? Con mẹ mày. Kêu nó cút đi. Nhìn cái gì nhìn? Hãy cúi đầu xuống nhìn thằng em nhỏ đi. Mở cửa đi. Tôi nói cho anh biết đó, đi theo Chúa đó là một điều rất tốt. Bây giờ lão đại của anh đó, biểu anh đi theo hắn suốt cả một cuộc đời. Hãy yên tâm đi, không có phải mệt ốc đâu. Hắn bảo anh đó, vì hắn mà đánh chết lên chết xuống và chớp mắt một cái có thể còn bị tổ trọng án bắt đi nữa. Theo Giê-xu thì sẽ không bị tổ trọng án bắt đi, cho dù Chúa có bị người ta giết chết đó, và 3 ngày sau cũng sống lại lên trời đó, biết không? Nghe ông nói vậy hình lại như trước ông ở bằng đảng hả? Đúng vậy. Không những thế, tôi còn có dùng qua thuốc phiện nữa. Từ khi tôi cai thuốc rồi đó, bây giờ tôi đã làm mục sư. Anh có biết trước kia tôi biệt hiệu là gì hay không? Là gì? Trọng pháo đó. Trọng pháo nào thì tôi không biết, nhưng mà nghiện quân tử thì tôi biết. Nếu như ông giỏi có thể kêu Chúa sửa cái thang máy này chạy được đi. Hả? Ông quen với Chúa dữ vậy à? Phải rồi. À, vậy thì cảm ơn nhiều, có rảnh tôi uống trà nghe hả? Anh thanh niên à, chính anh nói đó nghe, có rảnh tôi sẽ tìm anh uống trà. À, được rồi, được rồi. Tôi phải tắm trước mới được. Này này ông à, ở đây trà xà bông không cho xuống nước đâu. Nếu đã tắm rồi thì phải trà xà bông chứ, đúng không? Nhưng mà trà xà bông rồi đừng vào hồ này, có đúng không? Tại sao không được chứ, anh tắm uống trà xà bông hả? Cú lũ, đi coi chuyện gì xảy ra. Dạ. Sao, tôi muốn trà đó, rồi sao? Mày tiểu tử, có phải mày giỡn trò không hả? Ê, đừng có ra tay nha, vừa phải đi nha. Muối lộn mà đi, muối lộn hả? Nè nè, thôi nha, vừa phải thôi nha. Thôi mà. Thôi đi. Đừng mà. Thôi mà, đừng. Đây là xà bông à. Come on.
giết người anh em kết nghĩa này của tôi hả? Là một thằng nam ở Sơn Kề đó. Anh Khuôn à, hãy bớt đau lòng đi. Tao đã có con mẹ mày. Cái thằng khốn này thiếu của tao 20 mấy triệu. Hắn bị người ta giết chết rồi. Ai trả cho tao đi? Tao bây giờ đang tức chịu không nổi nè. Đại ca B, anh giỏi thật đấy nha. Tôi xin hát một bài để cho quý vị nghe nha. Mời quý vị vỗ tay cho ông chàng Quang Kinh đi. Lão đại, em kính anh một ly. Vô chàng ly. Quánh tôi thêm một cái nha. Anh chơi dở lắm, tôi chơi với anh à. Vô đi. Vô. Vô. Năm. Hai. Hai. Thua rồi, uống đi. Đại ca, anh nên một lần trước rồi. Nè, làm việc thì dở, đừng có nói tầm bậy. Em nói bậy để muốn nha. Bảo mấy em muốn cố gắng làm việc chút đi, sắp được rồi đó. Đại ca, em cũng muốn lên. Vậy mới đi, lên gì lên chứ. Nói được mà, hắn gặp đàn bà lúc nào chẳng lên đâu. Nói nhiều làm cái gì, có lão đại ở đây, cũng muốn nói bậy bạ sao. Sao, không được em mới rồi hả? Cô ta hả, lâu lắm rồi đó, cả đêm nay, chắc đại ca uống sai rồi. Không ô gái đâu phải là sơ kê nữa. Để cho anh thì phải chuẩn bị trước, để cho anh giúp bỏ. Nói cái gì? Ở trước mặt lão đại mà nói như vậy. Phạt cô uống rượu. Nói cho vui mà, cô em mà cũng rất là khá đó, uống đi. Được, em cản với đại ca. Nè, có đủ tuổi chưa? Việc này không thành vấn đề. Có rảnh đi về Từ Dân Sơn thăm bà nội một chuyến. Thỉnh thoảng em cũng có đi về chứ. Mấy bà cụ già rồi cứ hối em kết hôn. Hỏi thiệt nha, cậu có phải đồng tính lương ái không? Anh coi nè, là thẳng chứ phải công đâu. Ê, cái thằng khu ôn hoàng tới rồi kìa. Mà kệ đi, mà chơi đi. Chơi đi. Quá tụi tôi nha. Vô, 5, 4, 3, 2, 1, vô. Vô. Anh già rồi, tóc bạc từng cọng đã mọc ra đó. Nhưng mà vẫn còn tán được gái. Đi theo băng đảng, một cái chân thì phải chuẩn bị ở trong tù, còn một cái chân khác thì chuẩn bị đi gặp Diêm Vương. Có rất nhiều việc cần phải sắp xếp. Trong bao nhiêu đàn em á, Nam à, tôi thích cậu nhất đó. Cố gắng lên một chút nha. Ha, ha. Em biết. Mời. Nè anh à, có người kìa, kỳ lắm. Lão đại bề. Tôi còn tưởng là ai chứ. Sao không biết điều chứ. Tôi đang định kéo con bé nó vào chơi một chút đó mà. Nè, hôm nay chúng tôi định đóng phim xét đó nha. Ở bên ngoài đang thiết tiệc đãi ăn mừng đó. Cô rảnh tôi uống vài ly nha. Vậy thì phải chúc mừng anh đó. Phim của anh chắc là quay hơn rồi. Đóng phim à? Dĩ nhiên là phải có chút đỉnh lợi dụng với nhau mà. Nè, tiểu tử. Nghe nói mày ở Hồng Mương xã nổi tiếng xuất sắc nhất đó nha. Thế nào hả? Chừng nào thì chịu qua bên tao để giúp cho tao đây. Khôn à, nói gì vậy? Bảo em muốn có tao đi giúp mày à? Có sao đâu chứ, chúng ta là người một nhà mà. Đàn em của anh không phải đàn em của tôi sao? Vì gậy của mày là gậy của tao phải không hả? Anh Khuôn à, đừng có nói nữa. Được, nếu anh thích thì cứ đem chờ chút đi. Nè, nè. Tôi cho anh vui vẻ chút đó. Đi đi bà, làm ê, sao vậy? Đứng đó làm cái gì chứ? Khuôn à, làm người phải để sau này còn nhìn mặt được chứ. Đừng có làm quá tuyệt tình đó nha ha. Gần đây anh đang nhầm cái gì vậy hả? Lại còn ngâm thơ chống đối với tôi nữa. Bây giờ người ta không thành cái trò này nữa đâu, đồ ôn hoàng. Mày nói cái gì? Đại ca, chuyện gì vậy? Con voi kia muốn hù ma hả? Đừng có cãi nhau với đám chó điên này. Đi. Anh Khuôn, có sao không? À,
xe anh bị người ta trộm rồi. Mày nói giỡn hả? Ai to gan vậy? Đại ca, có muốn đi báo cảnh sát không? Mày ngu quá vậy. Mình là dân giang hồ mà. Xe mất dĩ nhiên phải đi Sài Gòn tìm thằng Đại Sò rồi. Thì ra xe của anh bị một cô bé ăn trộm. Cô ta tên là BB, nghe nói là người của Phi Hồng đó. Sơn Kê, gọi điện thoại hỏi thử con bé đó coi lai lịch thế nào. Được rồi, con gái là tôi thích đó. Ngay cả xe của tôi cũng dám lấy, thiệt là lớn gan. Ông Trần, sao lâu quá không thấy tới chơi? Tôi muốn tới chứ, nhưng mà cả người làm tôi thua thê thảm đó. Cô Tè Xì nhớ ông lắm, tối nay lại chơi lâu chút nha. Được rồi. Cậu thanh niên đẹp trai muốn tìm em hả? Có người nào quen không? Nếu không tôi giới thiệu cho. Cô BB. Cô BB. Cô BB là ai vậy? Nó đâu hả? Cô BB, cố tên gì vậy? Tô Tiểu Tiểu đó, cô ta mượn tiền của tôi bỏ chạy luôn. Biết nó đâu không? Tôi không biết. Dẹp cô đi. BB. Phải rồi, cái xe đó là tôi lấy đó. Tôi mà kể anh là Trần Hạo Nam hay là Trần Hạo Đông, nói chung không có 30 ngàn á, thì đừng có hòng nhìn thấy cái xe của anh. Bé con, mày có tin là ông sẽ giết mày không? Gì, hung hăng hả? Anh tưởng tôi thiệt tình là con bê bê thì dễ dàng hiếp lắm sao? Cho biết nha, một tay giao tiền thì một tay giao hàng đó. Như vậy đi. Tiểu huynh đệ, cho tôi gọi thêm một cú nữa nha. Đại ca hả? Lát nữa có rảnh thì tới đây đàn phám dùm cho em chút nha. Không rảnh đâu, tôi đang đánh bài đó. Còn bê bê. Còn bê bê. Hả? Quân đệ của anh nè. Alo, tôi không có về nữa đâu. Đúng rồi, tôi không có về nữa. Tôi phải trút nợ. Anh cũng khá thông minh đó. Nè, giúp người ta thì phải giúp tới cùng nha. Cô muốn sao? Nè, đi theo tôi. Tôi sẽ trả cho anh 500 đồng. Tôi sẽ giới thiệu cho anh mấy cô gái có dốc dáng đẹp đẽ. Xách tay nè. Hả? Cảm ơn. Không có cần phải sợ đâu. Lát nữa cứ giả là lão đại của tôi, anh Phi Hùng đó là được rồi. Sau khi đại sự cáo thành rồi, tôi sẽ cho anh một gói lì xì đó nha. Thế nào, anh thấy xe có đẹp không? Nè, coi chừng làm trầy chiếc xe đó nha. Cái gì mà phải sợ, tôi có phải là xe của tôi đâu. Cũng phải. Cô nói cho tôi bao lì xì, bao nhiêu tiền vậy? Nè, nói chung là không có bạc đãi anh. Lên xe đi. Được. Cái bọn vô đảng mà chúng ta sắp gặp bây giờ đó, không phải là cái thá gì đâu. Chút nữa đó, anh cứ hét cho lớn lên vài tiếng với bọn chúng. Như vậy thôi, là nhất định phải xong đó. Không có gì phải sợ. Nè, anh chính là Trần Hạo Nam hả? Đúng rồi, tiểu nha đầu. Cô cũng gan đó nghe. Ba chục ngàn đâu? Có đem tới hay không? Ba chục ngàn á, là 90 ngàn đó. Nè nè, người ta cà làm đừng phá. Vậy thì đi coi bác sĩ đó. Đừng có nói là tôi không có cảnh cáo trước nha. Đại ca của tôi từ Dân Sơn rất lợi hại, có 9.990 đàn em đó. Của anh đó là giết người không có thấy máu. Cô chết đi rồi cũng chưa có thấy được con dao của anh. Có phải là chán sống hay không? Sợ quá đi. Bọn ông hoàng các người muốn chết hết hay sao? Anh nói gì vậy? Cô có biết cô ăn trộm xe của ai hay không? Lại còn muốn hù tôi. Tôi đã điều tra rõ cái tẩy của anh rồi. Là tiểu tử của Hồng Hưng tên Nam chứ gì. Vậy hả? Đừng có đứng đó lồi thôi. Mau đưa tiền ra đi. Đều là dân giang hồ mà. Mau đi. Cô cà lâm này giỏi lắm đấy nha. Bao bì, kiểm soát. Được, đi. Hey, bộ tôi lấy đi cái máy xe của mấy người hay sao đây? Bé con, 30 ngàn thì không, 10 ngàn thì ok. Wow, anh tưởng là anh đang ở chợ mua cải hả? Sao không kêu mẹ của anh đi chung? Đúng ra thì có thể được. Nhưng mà anh đáng ghét quá đi. Tôi ghét nhất là mấy cái người mà gọi tôi là con bé cà lâm đó. Con bé cà lâm à? Đại ca, đại ca. Cô ta làm tệ với xe của đại ca rồi kìa.
Vậy thì phải bớt thêm 5.000 đó. Đúng rồi, 5.000 đi. Bớt thêm 5.000 đó nha. Bớt 5.000 đi mà. Đại ca, giúp em đi. Chúng ta đi. Đi. Bây giờ bà con bác ơi, có con bé đậu xe này nha. Bà con bé ơi, coi đi. Coi đi. Coi đi cái con nhỏ đậu xe nè. Coi đi nha. Phải rồi, đậu xe coi đó nè, coi đi bà con ơi, chúng tôi còn nhiều con chơi nữa nha. Đại coi nè, đi nè, con nhỏ đậu xe nè, coi nè bà con ơi, coi đi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, con kỹ mặt đi, nó đậu xe đó, xấu hổ quá đi à. Tới rồi, xuống đi, trời. Mấy người không thở tôi ra hả? Lão đại của tôi giết mấy người đó, không có chỗ chung thân. Nè, cô ăn trộm đồ của tôi, đại ca tôi biết cô chết chắc đó. Tôi làm sao biết được đó là xe của đại ca anh? Tôi cứ tưởng là của thằng ngốc nào. Nè nè, muốn nói tôi là ngốc hả? Tôi không phải ngốc đâu nha. Người ta cần tiền xài gấp mà, giang hồ với nhau không có nguy được sao? Vậy sao không đi làm gái? Đúng. Có nhiều người đang chờ cô cứu nguy, cô bé cả lắm. Bảo vệ. Nè, muốn gì đây? Ép cô làm chút việc đó thôi. Nè, hoặc để chúng tôi mỗi người làm lần nha, mỗi lần 8 tiếng đồng hồ đó. Ăn bánh bao rồi đi. Hả? Chúng tôi thật tình không muốn cho cô chọn bánh bao rồi nha, có phải không? Ăn đi. Tôi ăn bánh bao chung với cô là cô may mắn lắm rồi đó. Đúng vậy, thật vậy mà. Mấy ngày không gọi đầu rồi. Tối nào cũng gọi hết đó. Ăn bánh bao đi. Ăn đi, còn nhìn chúng tôi làm cái gì? Matia, hay đã từng đến đây một lần? Bên, cô bé đã từng tới đây ăn bánh bao, cô thiệt là quay phong đó nha. Ăn trộm xe. Nè, ăn xong nhớ lấy cái nhĩ đem về, ở đó từ từ ăn đi nha. Trần Hảo Nam, người ngon lắm hả? Cứu mạng! Đại ca, bọn chúng không có nể mặt mình. Phi Hồng à, tại sao đến sớm vậy? Không có gì, đây là chỗ của mình mà, đâu có gì sớm hay không sớm đâu. Đừng có dòng do Tam Quốc nữa, bộ muốn hù người ta hay sao? Nè, ngồi đi. Anh gọi điện thoại, tôi lập tức đến ngay. Hay lắm, anh B quả thật là người lòng ngay nói thẳng đó nha. Nè, đàn em của anh đã không nể mặt của chúng tôi, chơi em nhỏ xíu của tôi, không đưa tiền cho nó, lại còn lấy xe đi. Món nợ này phải tính sau đây. Phi Hồng à, chúng ta đều là dân đi lại trên giang hồ. Con bé của anh nó đang trộm chiếc xe của tên đàn em của tôi. Đàn em. Nè, gì còn hỏi chơi tôi phải tính làm sao? Chơi cái chỗ nào của cô hả? Nè, anh nói cái gì đây? Cô nói gì? Cái gì đây? Anh B à, anh là người lớn. Vụ này tính sau đây. Đại ca, họ đã đưa em tới đỉnh núi Phi Hạ, chơi em đó. Nè, con bé cà lâm, chơi em cái gì hả? Chơi em chỗ nào hả? Họ đã ép em phải ăn bánh bao xá xíu á. Bánh bao xá xíu? Bánh bao xá xíu, ăn vô sẽ đã ghiền đó. Ăn đi. Lão đại, mời anh. Ăn đi. Anh B à, đám đàn em của anh nói chuyện móc họ người ta nữa. Thực ra anh có thành ý không đây? Nếu không thành ý, tao không có đến đây nói chuyện đâu. Nè, có cần rót trà theo kiểu xưa hay không? Ê, Sơn Kê, lấy giày cho bia tới đây. Dạ, lão đại. Dạ, bia đây. Phi Hồng, 4466, nói rõ ràng, uống trước làm kính. Sao? Muốn đánh lộn hả? Hồng Hân thì chưa biết sợ đâu. Thì
Tiểu tử à, lần này kể như mày may mắn rồi đó nha. Lần sau không được như vậy đâu. Đi. Bye bye. Bye bye. Nói với người ta là tôi làm thịt cả nhà của họ, giờ mà mới có một ly rượu thôi, chuyện gì cũng không. Ý mẹ đi. Sớm muộn tôi cũng bán mấy giờ đường phận lên để làm điếm đó. Tao không có nói chơi đâu. Thiệt là đồ ngốc mà. Ê, tiểu tử à, hôm nay anh em của mình ngồi xuống đây trò chuyện chút đi ha. Bối phận khác nhau không kể là anh em. Ê, cậu khiêm tốn đó thôi. Đừng có vòng vo nữa, anh muốn nói gì đây? Qua đây theo tôi đi, bảo đảm cậu sẽ được ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất và cô gái đi chơi nữa. Anh ở giang hồ lâu rồi, có biết nghĩa khí hay không? Nè, cậu có biết chữ nghĩa tách ra thành cái gì không? Chính tôi là con dê tơ đó. Trung tâm chính là một cây kiếm đâm vào tim đó. Vào cái thời đại này không ai ngu ngốc như là cậu vậy đâu. Anh giải xong chưa? Tôi đi nghe. Tôi còn chưa nói hết đó nha. Đây là 200.000. Tôi nể mặt của đại ca Bê lắm rồi đó. Cậu về nói với anh ta là tôi mời cậu đi đóng phim, chọn cậu làm nam vai chính. Sau khi chúng ta đóng xong 1-2 cuốn phim rồi thì cậu sẽ tự động đi theo tôi. Thuận lý thành chương mà. Đi lại trên giang hồ ai cũng đều muốn là nửa đêm nửa hôm phải trở nên giàu có đó. Tôi rất muốn lấy, nhưng bàn tay không có nghe lời, nhất là ngón tay út này. Cậu vẫn nhớ chuyện xưa sao? Ân quán phân minh. Ê, cái tờ này cũng được ha. Cả tờ này cũng được. Nè đạo diễn à, khỏe không vậy? À, tôi đưa cô này tới thử đóng phim đó nha, nè coi thử đi. Được. Ừ, cô ta khá lắm đó nha. Giống khá quá ha. Đưa cô ta vào phòng thử đi. Đưa vào phòng thử đi. Đi đi, đi. Cô này khá lắm đó. Đi mà. Đi vô, nè. Cô tưởng tôi nói giỡn với cô à? Cô coi chừng đó nha. Chết bây giờ. Cô là thiên hạ đệ nhất trong quà đó. Chỉ cần cô chịu cởi, tôi bảo đảm cô nổi ngay liền. Nói chung là tôi không có đóng phim sách đâu. Anh có nghe thấy chưa? Tôi không đóng đâu đó. Nè, làm gì đây? Anh cô. À, không có gì cả. Em đưa nhỏ này tới đóng phim mà thôi. Mà cảm ơn cô đi. Để tôi coi coi. Buồn cái tay ra. Ôi chà, chỉ có chút vậy à, mà đưa cô làm cho chánh nữa sao? Vậy thì dễ dãi cho cô rồi đó nha. Nè, vô trong thử cái đi. Đi vô đi. Đi vô đi. Chịu đóng mà. Đi, để ra. Nè, tiểu tử, đây là việc nhà người ta, cậu đừng có xen vào nha. Nhóc con, mày làm gì vậy? Nếu tôi là bạn trai của cổ, thì thế nào đây? Nè, cảm ơn anh nha. Tôi còn nợ cô lần trước ép cô ăn bánh bao coi như quệ. Anh nói tôi là bạn gái của anh vậy, anh có giữ lời hay không? Đừng có nằm mộng nữa, không có dễ làm bạn gái tôi đâu. Tôi không cần biết, suốt đời này tôi đi theo anh. Chúa là một vị lão đại không có một sự yêu cầu. Anh chịu đi theo Chúa, ngay cả gối lì xì cũng không cần cho tới một cái. Hãy nghe tôi nói đi, hãy bỏ hết tất cả những việc làm tội ác của anh đi. Đi theo Chúa đó mà bắt đầu làm lại, Chúa không bao giờ để cái quá khứ của anh đâu. Chính là muốn nói thôi đó nghe. Thật ra Chúa cũng thu đàn em thôi. Mỗi một đàn em được tự nguyện đi theo Chúa đó, Chúa rất là đại công vô tư. 5 chiếc bánh, 2 con cá, tất cả được chia hết cho mọi người. Ăn kẹo đi. Còn có lão đại nữa, hắn là một tên phản đồ, phản bội Giê-xu. Peter đó, 3 lần không nhận Chúa làm lão đại, nhưng mà Chúa không bao giờ nổi giận hết, cũng không có chấp hành qua gia pháp. Ê, ông ta ngu đó thôi. Còn anh em của chúng tôi không có ngu vậy đâu. Tên này khó nói lắm. Anh mới là vậy đó. Cái thằng mắc dịch. Ui dù. Sơn Kê, đi mau. Cái gì vậy? Anh có biết bạn của con bé đang cua là ai không vậy hả? Là ai? Chính là quy gia lão đại dùng quan trùng đó, mà mọi người xưng là bá đạo đó. Một cú đấm là đánh chết một con ngựa đó. Ông ta có gan đến dùng này à? Chúng ta phải sợ vậy sao? Muốn qua bển hay không? Chờ. Uống nước đi. Sơn Kê. Anh là Sơ Kê đó hả? Kêu con là Tiểu Kê được rồi. Qua đi mau đi. Thưa bác. Qua mau.
Còn tất cả ngồi xuống đi. Gãy lấy không thể giữ lại nhà. Thành thật nói với tôi đi, anh làm gì con gái tôi chưa? Nếu có thì hãy nhớ mang bao đó. Cô biết vừa vậy hả? Dạ có, con thường mang tới 2 cái lận. 2 cái sao đủ chứ, phải đeo 3 cái. Bà nói cái gì kỳ vậy? Câm miệng. Nè, ông dạy đám trẻ gì mà kỳ cục vậy hả? Nếu nói vậy là hư rồi. Ây dạ, kỳ quá đi, dạy kỳ cục quá. Anh là người của Hồng Phương, giờ làm rể của tôi cũng không để tôi phải mất mặt đâu. Tôi và ông Tương không nói được 2 câu nữa. Vậy à? Ừ, mình đi. Đừng có đụng. Làm gì vậy? Con đã biết rồi. Má con nhà, má con rất nhớ con. Dạ, đó. Dạ, biết rồi. Biết chưa? Dạ. Ừ. Nhóc con, phải nói sự đó tốt nha. Nếu không là biết tài đó. Biết chưa? Đi đi mà. Mau đi. Lại cha. Bye nha. Lại cha. Mau đi. Lại cha. Bye bye dad. Bye bye dad. Ngồi xuống đi. Muốn ăn gì thì gọi. Lại lần cục nợ về nữa. Đại ca. Đại ca. Đầy đủ quá vậy hả? Anh mới vừa gặp cha vợ tương lai đó. Đây là lão đại ca của tôi đó. Giê-xu đẹp trai bằng ảnh hay không? Đại ca của cậu có chịu chơi bằng Giê-xu đóng đinh trên thập giá không? Vậy thì Giê-xu có gan uống viên thập tự giá này không hả? Thập tự giá nè. Thử viên đi. Thử đi. Thử đi. Lâu quá không gặp anh trông càng ngày càng đẹp trai ra đó. Ông tưởng đâu? Trông trọng nữa, theo tôi đi. Ợp. 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 Ông tưởng à, ông khỏe không? Ý. Ông càng ngày càng trông khỏe mạnh. Để tôi làm thêm 30 cái nữa đã. Diệu à, đưa ra ngoài dùng bông trước đi. Dạ. Tôi thấy con bé này đó hả, nhất định là của ông Tưởng đó. Sau này mà cậu kiếm được đàn bà rồi á thì thiếu gì tiền. Nhưng mà thật không ngờ ông Tưởng lại khỏe mạnh như vậy. Ông Tưởng, ngồi đi, ngồi đi. Nói ra mấy anh không tin đâu. Cả năm trời rồi, mỗi sáng tôi 6 giờ thức dậy, mỗi tối 10 giờ đi ngủ. Bây giờ cuộc sống của tôi bình thường lắm. Ông Tưởng à, việc mua bán quan bây giờ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo rồi, dĩ nhiên là không cần. Anh làm việc 2 mấy năm rồi, cũng cần phải thở ra một hơi nhẹ nhõm để nghỉ ngơi chứ. Có rảnh hả, định ngồi với tôi đi. Được rồi, tôi cũng muốn học đó. Anh là Trần Hậu Nam hả? Dạ phải ông Tưởng. Anh là Sơn Kê hả? Hai tên nhóc này đã đi theo tôi 10 năm rồi, làm việc không có vấn đề đâu. Hậu sinh khả quý, hầu hơn trong kệ giờ mấy anh đó. Hôm nay tôi mời anh tới đây là muốn nhờ các anh một việc. Là phía bên Ba Cao, sông bạc trước nay do Hồng Phương còi sóc. Vào đầu năm nay, không biết cái bọn nào đã dám tới quấy phá, họ đòi tiền quê hồng, và họ còn hung hăng cả chính phủ Ma Cao nữa. Những niềm gì khác thế nào? Những người khác nghĩ sao tôi không cần biết, còn Hồng Phương thì không thể không lo tới. Ông Tưởng, tôi biết rồi. Anh Diệu sẽ cho mấy anh chi tiết hơn. Hạo Nam, nếu mà việc này anh giải quyết xong, tôi sẽ chiếu cố anh. Cảm ơn ông Tưởng. Anh vừa đi. Không việc gì chứ? Hãy ráng giúp cho Hạo Nam nha. Em đi tắm trước, không cản trở các anh. Được. Quá miễn phí đấy. Hey, nè, ngon lắm đó. Nè, ăn đi đi, ăn đi. Nè, nè, lấy bao đi. Ăn đi đi. Ngon quá hả? Đây, tôi đây, tôi muốn 10 tờ. Thì, được rồi. Ông tên nói gì đó, 18 tuổi. Thế là đã ghê rồi. Đã ghê đó. Đây nè, thắng rồi đó.
Ông vẫn còn làm ở Macau đó, chút nữa ông dẫn cho anh đi coi nha. Ê, đại ca, lão đại quan nó phải không vui đâu. Không biết có trúng nữa không đây, hai người này. À, trúng rồi. Ê, coi nè, coi nè, coi nè. Gì vậy? Nghe lại coi. Đúng rồi, trúng số hả? Đúng rồi. Nè, thấy chưa? Ê, đúng rồi, trúng số rồi. Trúng số rồi. Ê, đại ca, trúng số rồi đó. Trúng số rồi, trúng số rồi đó. Ê nè, mấy người tới chơi hay làm việc vậy hả? Nè, anh đại ca à. Ê, giờ phần tôi đâu? Còn phần tôi nữa. Còn phần tôi nữa mà. Đưa đi. Nhiều chuyện quá, đâu đây hả? Đó là điện thoại của thằng Cường. Gọi cho nó đi nha. Nó là người nhà. Mau lên. Ngày mai 6 giờ làm việc. Còn nữa, cẩn thận nha. Bye bye. Có đi không đây? Em đang ăn mà, đừng có dài dòng. Em không đi thì điên mình tìm đại ca đó nha. Đi đi. Ông à, có làm hay không? Làm con mẹ mày ra đi. Đi chịu qua, đi ra, đi ra. Nè, cho mượn gọi điện thoại nè. Ý, cô có phải đăng trên bìa báo tạp chí Lê Bôi không? Có thể làm bạn của anh không? Được, 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 dĩ nhiên được. Con gà đừng chết tôi này không biết chết ở đâu rồi, thiệt là thấy ghét quá đi. Lên xe đi, lên xe. Công an xét phòng. Ở đây là Macau, không phải là đại lục. Vậy thì ai kêu cửa vậy? Là bạn gái của tôi. Vậy đó hả? Hi. Hi. Sao mà giống nhau quá vậy? Sinh đôi à? Đúng rồi, là sinh đôi đó. Cùng nhau lên cũng được lắm. Ông chủ, uống một chai đi. Uống đi mà. Được rồi. Lúc bây giờ mấy giờ rồi hả? Uống đi mà. Không có sai đâu. Uống đi. 12 giờ. Đi mà. À, sớm mà. Giờ này mới 12 giờ còn sớm mà. Đúng rồi. Uống nữa đi mà. Mắc cỡ cái gì chứ. Được rồi. Bây giờ đem cởi đồ cho anh đó. Được rồi mà. Để em cởi cho anh nha. Cởi đồ cho anh. Tôi phát tài rồi. Tôi ăn được 10.000 đồng. Lo cho số cạo đó. Lo trả lời điện thoại đi. Không nói chuyện nữa. Bye nha. Đại ca, xong chuyện này rồi á, đại ca được làm chức đó. Lo làm việc trước đi. Anh Nam à, tôi nhận được tin tức tên Bùi Điền đã tối qua đốn sai. Hắn đang với một con bé người Bà Tây, hôm nay không có tới tập chiều buổi sáng, tôi biết hắn đang ngủ. Đây là thằng em của tôi phi cơ. Nó sẽ đưa các anh đi. Chúng tôi đi. Không cho sân cây hả? Không chờ. Anh Cường, gọi điện thoại cho thằng em của tôi, bảo nó tới lầu Lãng Cai nha. Xong rồi, đồ nghề để phía sau đó. Mấy giờ rồi hả? Lần này không những quen tôi mà còn truy nữa. Đôi bàn chân nhũng đã hết rồi, làm sao mà chém ta đây? Nè nè, trả tôi 600 đây nha. Anh chơi vàng đó, trả gì trả chứ. Trả đi. Cầm đi. Chúng ta đến để làm việc. Lấy đồ nghề nó đi.
Lẹ lên, lấy đồ em, lẹ lên, lẹ đi, cái chuyện gì hả? Cái chuyện gì? Xuống xe coi. Nhẹ lên, nhẹ lên, bỏ đi, bỏ đi, nhẹ lên. Lên xe đi. Đại ca, không sống rồi. Anh làm đại ca kiểu gì đi? Anh hai tôi đã chết rồi đó, anh có biết không hả? Buông ra đi. Lão đại bị trúng kế rồi, mấy trăm người xông ra chém chúng tôi đó. Anh đi đâu hả? Anh hai tôi chết rồi đó, biết chưa? Chúng tôi bây giờ không biết làm sao nữa, sao mày bị giết chết rồi. Còn anh Nam thì không biết đâu hết. Chúng tôi hiện đang ở... được rồi, được rồi. Anh Cường tới cầu ổn rồi. Ừ, đi đi. Anh Khuôn. Ừ. Đại ca, thế nào, chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi, con nhỏ đó uống thuốc. Được rồi, lát nữa hãy quay phim tụi nó nha. Nhớ đó, đừng có run tay đó nha, phải quay hết trọn bộ đó. Đại ca, thật ra anh đã kiếm người đánh bọn chúng rồi. Phải nhiều trò như vậy làm gì, tìm đại một đứa nào chém chết đó đi. Nếu để mày suy nghĩ ra được thì tao đã phải về hưu rồi, còn làm đại ca của mày nữa sao? Ông tưởng rất là thưởng thức hắn, nếu mà không làm như vậy hả thì làm sao có thể lợi dụng hắn được chứ. Còn nữa nha, ăn nằm với vợ anh em của mình đã đều đại kỵ trong giang hồ, chúng ta đem cuộc băng này đi tuyên truyền khắp nơi, hắn chết thảm đó. Nè, cho hắn uống thêm 50 viên nữa đi, để tụi nó làm 80 lần gì đó. Cái kế độc ác gì mà cũng để chẳng nghĩ. Mày nói cái gì? Lỗ tai của tao nhạy lắm đó nha, đừng nói lén ở sau lưng tao. Nếu mà lát nữa làm xong rồi ha, copy thêm một cuộn để nhà cho tao coi. Khi mà tao làm tình, có thể đem được coi đỡ đó mà. Được. Sao cô ở đây? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ là làm tình với anh hai lần. Nè, nhất giờ phu thê bá giận, tôi nhất định không tha cho anh. Cô im đi. Nghe rõ đây, không được nói ra việc này. Tôi làm sai cái gì? Nè, anh đi đâu? Đừng có theo tôi. Hãy chờ em với.
đừng có theo tôi. Nè, chờ em với. Bà chủ à, cho gói thuốc thơm đi. Ờ. Thuốc thơm hả? 14 đồng một gói. Giờ 6 giờ sáng ngày hôm nay, ở trên cầu Ốc Áo đã xảy ra một vụ án mạng. Theo sơ bộ điều tra, phía cảnh sát nghi ngờ đây có dính dáng tới các băng đảng ở phía Hồng Kông. Trong vụ án này có một người Hồng Kông đã bị giết chết. Người này cao 1m72, tóc dài, tầm vóc trung bình. Cho tới bây giờ, cảnh sát vẫn chưa bắt được bất cứ một nghi can nào trong vụ án này. Họ đâu rồi? Họ đâu vậy? Sơn Kê đâu rồi? Nói nhỏ chút đi. Đại ca, đại ca, đại ca. Hả? Em người điện thoại với lão Bi rồi. Anh nói gì? Anh để chúng ta tạm thời trốn trước đi. Đại ca, em rất muốn lấy về thi thể của Sào Bì đó. Những người theo băng đảng của chúng ta, một chân ở trong tù, một chân ở ngoài. Nè. Thôi mà. Bộ điên rồi hả? Chúng ta đã bị tên khuôn kia đánh như thế nào? Chúng ta đã phản kích, sau đó đi theo đại ca B, chưa từng hối hận. Chúng ta đã giết ba bự, chúng ta rất oai phong. Chúng ta có nghĩ qua người khác hay không? Cũng giống như hoàn cảnh chúng ta bây giờ. Đừng ra đi, nó tốn quá chúng tôi bị chém chết. Bà bị đừng mà, đừng có làm gì mà. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi mà. Rõ rồi, bình tĩnh đi chưa? Ai muốn gì đâu chứ? Tại sao lại vậy? Dừng lại thôi. Bình tĩnh đi. Cười em đi, tự nhiều chuyện. Tôi bị cưỡng hiếp, anh nói đó cụ khờ. Cô nói gì hả? Tôi bị người ta trốn thuốc xương dược. Tôi đã làm mấy lần với Nam rồi. Nè, cô. Nó nói gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Tôi đã bị ám toán. Là sự thật hả? Cái thằng ông bà này. Sơn Kê, mày chết đi. Mày chết đi. Anh nói đi cái gì? Chúng tôi bị người ta chém. Anh đã chết ở chỗ nào? Chúng tôi trúng phải kế của người ta. Ngay cả Sào Bì cũng chết rồi. Đừng nói nhiều nữa. Anh làm chúng ta bây giờ kể gì chết nhất. Đồ mất dịch. Sơn Kê, Sơn Kê, Sơn Kê. Tại sao như vậy chứ? Hồng Kông, hai ngày sau. Qua đã hai đêm còn chưa đi hả? Làm gì mà hối? Đâu dám hối, cô làm việc là tốt lắm rồi. Lão đại. Đại ca. Chị của em nấu gan heo cho anh, lấy dùng đi. Nè, làm việc đi. Việc ở bên Macau tạm để bên, cậu trốn đi. Sơn Kê thế nào rồi? Cái thằng ôn hoàng đó gọi không trả lời nữa. Hai cậu có ý gì thì nói cho nghe rõ đi. Lão nhị. Dạ. Tìm Sơn Kê. Em và anh từng đang tìm ảnh đó. Ấy á. Đổ hết rồi. Nè, làm cái gì thôi mà cũng không xong nữa. Chị là hư quá đi. Xin lỗi nha. Bất quá thì nấu lại. Đang cặp con cả lắm đó. Sơn Kê. Đại ca thế nào rồi hả? Lão đại bị người ta chém rồi. Một vết thương dài vậy nè. Cái thằng ôn hoàng này nói chuyện cũng thích khoa trường nữa. Phải làm vậy anh mới biết chứ. Nhưng mà có người lần bà lo chảnh rồi. Ai vậy? Không phải là Khả Tư của anh đâu. Là con bé Cà Lâm đó. Bây giờ tính sao? Tôi định đến Đài Loan tìm người anh họ của tôi. Để cứ có chuyện gì làm không? Ảnh tên là Hoa. Đây nè, anh lấy đi. Không phải của tôi đâu. Anh Nam biểu tôi đưa cho anh đó. Cầm lấy đi. Phải cẩn thận nha. Đi qua tới bên đó, đất lạ về người. Nói gì nói cần lắm đó. Hà mà vấn thiền trình. Dầu sẽ cũng tốt thôi. Qua tới bên đó rồi, tự mình phải tùy cơ ứng biến. Hả? Ây dạ. Đàn bà, tránh ra đi.
Nè, làm gì vậy? Được rồi, để tôi làm cho. Cô không biết cách như thế nào. Đập miếng gừng cái đã, sau đó bỏ vào trong nước rồi để mà khử mùi tanh đi. Cắt như vậy nè. Nè nè nè, lát nữa nói, phải nói là tôi nấu đó nhờ, là tôi nấu đó. Được rồi. Thế sao hả? Đỡ nhiều rồi, nhưng mà vết thương hơi đau, không có đi được. Về nhà đi. Đau lắm, càng đi càng đau. Về nhà tốt hơn, lên giường nằm một giấc sẽ thoải mái hơn nhiều, đỡ đau nữa. Anh có biết không, anh và mấy người khác không có giống nhau, không giống đó. Có nói đùa hay không đây? Đau đó mà. Sợ cái gì chứ? Anh hả? Không phải anh, mà là Sâm. Coi đi, rồng sống nè. Nè, có phải là ai đi theo băng đảng cũng phải xăm mình hay không? Đa số là vậy, nhưng xăm mình không phải là dân giang hồ, người ta cũng cho là băng đảng. Người xăm mình nhiều nhất là người nào có biết không? Thì là những người băng đảng, thủy quân lục chiến Mỹ. Tại sao vậy? Tại vì lúc đánh giặc, cô cũng biết súng đạn bắn như mưa, nếu trúng một cái bùng thì tất cả thịt da đều bay nhảy. Còn nếu có xăm mình thì gia đình có thể nhận diện được. Đây chính là người thân của tôi, có phải không? Bởi vì sau này có nhìn thấy anh bị chém thành chín khúc á, thì nhìn con rồng là biết. Ê, không cho nó bậy đâu. Ê, nè, giúp anh đi. Làm cái gì đây? Sao mà háo dâm vậy? Tôi muốn nhờ cô giúp tới nhà cầu thôi. Wow, anh tệ quá đi. Mau lên đi, có người đang nhìn kìa. Mắc quá đi nè. Nè, cảm ơn đã giúp đỡ cho anh. Anh đó nha, làm gì nhiều quá vậy? Xè bắn tùm lum hết à. Lâu rồi, tôi với một người bạn thân đi Macau, vừa tới nơi là tới hộp đem tìm mới mập ngày. Tôi đã chọn mấy con bé thiệt là sexy, đi lên trên khách sạn chơi. Nhớ tới mấy con bé đó thì là điều là loại hạng nhất cả nhà. Vậy mà sau khi làm xong rồi, vẫn còn cảm thấy như là chưa đủ gì đó. Nếu tôi đã đi disco ở đường Thái Tử hả, ở đó tôi đã không được một con bé nào cả. Thêm một lần nữa nha, cái con bé đó thiệt là hết sức ngon lành nha. Anh Cơ à, con xong lại sớm vậy? Như vậy có phải là ngồi mòn cái đít không? Đúng vậy rồi, chủ trì của mình muốn lấy mạng của mình đó. Có lẽ là anh ta đang làm gì với người đẹp của anh ta đó mà. Kể ra cũng hơi quá. Nếu tôi biết được hả, tôi đã thu thêm hai món nợ rồi. Chờ lão đại như vợ chờ chồng vậy đó. Ông Tưởng, chào ông Tưởng. Hey, chào ông Tưởng. Xin lỗi nha, tôi tới trễ. Không có đâu, chúng tôi vừa mới tới thôi. Đã chờ mình cứng cái cổ rồi đó mà. Anh Mao, việc buôn bán ở bộ môn làm khá lắm. Anh có chờ quán tù tì không? Kể ra cũng khá ông Tưởng. Đúng vậy, nếu rảnh tới đánh tù tì uống rượu chơi, nếu không buồn chán lắm đó nha. Chú Hưng à, nghe nói con chú đang học luật ở đại học. Công ty chúng tôi đang cần nhân tài đó. Một thời gian nữa nhờ tới đây nha. Nè chú Hưng à, con của chú có phải là người nhà không đó? Bộ đái người ta vào hội nữa hả? Được rồi, bây giờ 12 người chủ sự đã tới đầy đủ. Tuần trước tôi cho một đám anh em đi Macau làm việc, rất là không may, đã có người chết vì bị thương. Ông Tử à, về vụ này tôi muốn giải thích. Lão đại hạ lệnh làm việc, đám đàn em này đây nhất định sẽ là liều hết sức của mình. Nhưng mà đã bị thất bại rồi, thì cái gì cũng vô dụng cả thôi. Còn ấm ấm ớ làm cái gì, để người ta nghe không được cái gì cả. Ông Tử à, về việc này tôi nhận thấy người ta bị hãm hại. Nếu không, bọn đàn em của tôi sẽ... Nếu mà do tôi đi làm thì danh dự của Hồng Hưng sẽ không bị tổn thất rồi đó. Cuối cùng không phải vẫn là do tôi giải quyết tên bưu điên nữa sao? Còn nói cái gì nữa chứ? Anh Khôn à, tại sao chung chích tôi hoài vậy? Tôi nói cho anh biết nha, đã là người trong ban hội rồi, có lỗi thì phải nhận đi. Bị đòn cũng phải đứng cho đàng hoàng. Anh dạy đám em út thế nào hả? Đại ca Bi Lương này chết chắc rồi.
Anh Cường là người của anh mà, bây giờ anh muốn nói cái gì chẳng được. Ở đây chừng nào mới tới phiên của mày nói chuyện đây hả? Trước mặt nhị ca không có phân biệt lớn nhỏ gì cả. Đúng đó, nhưng mà phải phân tôn ti nha. Anh đi, lôi nó ra ngoài. Làm lớn không giống lớn, làm nhỏ thì chẳng chịu nghe lời. Không biết giải đáp đàn em thế nào đây. Cả nhà đủ chưa? Đúng rồi, chúng ta cùng một gia đình đó mà, đằng nào cũng phải đồng thanh đồng khí chứ hả? Đúng rồi đó, anh về thất bại thêm vài lần nữa đi, sợ cái gì chứ? Anh Khu, có phải là muốn phân biệt A và B không vậy? Tôi chỉ muốn lấy việc luận việc mà thôi. Lão đại ca lệnh làm việc thì phải có nên luận công thưởng phạt không chứ? Bất luận địa vị cao tới cỡ nào, thân phận ra sao, làm sai cũng phải gánh trách nhiệm đó. Việc gì cứ nói ra đi. Năm nào anh Sanh cũng được chọn vào chiếc ghế này cả. Đúng vậy rồi, mấy năm nay Hồng Phương đều rất thuận lợi đó. Nhưng mà tôi thì không thuận đó, tôi cảm thấy cần phải tuyển cử lại. Nói thiệt đó, mấy năm nay anh Khương cũng giúp chúng tôi nhiều lắm. Có câu là không có công cũng có lao. Có phải là anh rất muốn ngồi vào cái chỗ tôi không vậy? Theo quy củ thì cứ 3 năm phải chọn lại một lần. Năm nay có phải là có quyền chọn rồi hay không? Anh Diệu, anh nói thử coi. Phải. Khương à, mày nói gì? Mấy năm nay tôi đã làm rất nhiều việc cho công ty rồi, mọi người cũng rõ mà. Anh Siêu à, chúng ta từ nhỏ tới lớn chơi với nhau. Năm 78 ở tại Lam Điền, chúng ta đã chém bông Trường Hương kia, đã được giang danh thiên hạ, anh còn nhớ hay không? Còn nhớ. Năm 83, ông Tưởng Hà Lệnh muốn tôi dứt dây tên Sabi, lấy về bãi cá Hồng Câu nhỏ. Tôi đã làm ổn rồi. Năm 85 là tiến quân vào Chiêm Đông giết chết tên Trần Kỳ. Tôi đã vì công ty phải ngồi tù hết 3 năm trời đấy nha. Ha. Luận công bàn thưởng, tuyệt đối tôi có tư cách để ngồi vào cái ghế này đó. Đúng vậy. Còn nữa, anh em ở trong công ty cần tôi giúp đỡ, có lần nào mà tôi không làm một cách thỏa mãn đâu chứ hả? Đúng vậy, lần nào anh cũng làm lỗ thỏa hết. Đúng là mấy năm nay anh đã làm rất nhiều chuyện. Anh Sanh à, anh ngồi phòng lạnh làm việc thoải mái, lại còn có ghế bành lớn dựa một cách thoải mái nữa. Chúng tôi ở bên ngoài làm việc thì là cực khổ lắm đó nhờ hả? Cũng sắp tới năm 97 rồi. Nhưng Hồng Công hiện rất lưu hành đầu phiếu. Con người của tôi cũng rất dân chủ. Nếu trong lòng của mọi người có nhân tuyển rồi, tôi đồng ý nhường lại ghế này cho mọi người. Khuôn à, ám toán tôi cũng được, bây giờ ngay cả ông Tưởng anh cũng muốn chơi luôn hả? Hả? Dù ở Macau tôi chưa tính sổ với anh đó nha. Việc đó một mình tôi gánh cho, không liên can tới hai người kia. Thì mày nhất định phải gánh rồi đó nhóc con à. Ngồi xuống. Anh Diệu, anh chủ trì đại cuộc đi. Ông Tưởng à, hôm nay anh em có mặt ở đây là có quyền đầu phiếu, có đúng vậy không? Đúng. Cho mọi người 2 phút để suy nghĩ một lát. Thưa các anh em, nếu mà mọi người muốn bầu anh Khuôn thì xin giơ tay đi. Chú Hưng à, chúng ta thực lớn vậy rồi, chọn ai cũng không thành vấn đề đâu. Thì theo ý của đa số đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu như chọn anh Khuôn vào chiếc ghế này, tôi là người thứ nhất tán thành. Anh Khuôn nói không sai, cần phải chọn người có khả năng. Tụi bay làm cái gì? Ngày thường ông Tưởng đối xử như thế nào? Bỏ tay xuống hết đi. Anh B à, mày là cái thằng giơ tay trước tiên, coi chừng tao chém mày chết á. Chú B, trước khi nói chuyện phiền chú phải suy nghĩ kỹ lại. Tuyển cử là công bằng, tôi đồng ý tiếp nhận hiện thực. Chiếc ghế này cho anh Khuôn ngồi. Hey, anh Sanh à, tôi rất là tôn trọng anh đó nha. Nhưng mà hôm nay anh vẫn là người chủ trì ở đây, còn một số việc cần giải quyết cho xong đó nha. Cuộn băng này đây, gần đây rất là thịnh hành đó. Bọn đàn em Hồng Hương chúng ta kể ra cũng rất là xuất sắc đó. Đóng phim cấp 3 mà còn làm thiệt nữa đó. Tìm vợ của anh em mình để mà đóng tài đồi đó. Cái con chó điên này mày tính gì đây? Móc méo vợ anh em mình là một điều đại kỵ trên giang hồ. Tôi muốn đàn em của anh đi ra đây có một lời để nói với anh Sanh đó. Trần Hậu Nam tôi có lỗi với Hồng Hân, tôi đã bị người ta hãm hại. Tôi có lỗi với anh em, tôi có lỗi với Sơn Kề, tôi chịu trách nhiệm. Nè, câu nói này của cậu nói đó nha, anh Sanh thấy làm sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thiên tử phạm pháp cũng phải có tội.
chấp hành gia pháp. Sao hả? Tay bị nhũn ra rồi à? Đại ca. Sau cuộc họp Long Đầu đại hội, Trần Hạo Nam bị ép rút lui khỏi Hồng Phương. Từ đó sống ẩn tánh mai danh ở trong một quán rượu nhỏ thuộc khu vực Sài Gòn, không còn muốn can thiệp tới việc ân oán trên giang hồ nữa. 10 tháng sau, Nam à, khi nào cậu ra giúp tôi? Tên khu chủ sự rất khó mà làm ăn ra việc lắm. Nhắc đến Tôn Hoàng đó là tôi nổi giận rồi. Bây giờ Hồng Hưng biết bao nhiêu người, chỉ có tôi và mấy người anh em của tôi là chống cự với hắn thôi. Em biết. Cậu sống ở đây kiểu này không được đâu. Bố muốn học theo trường học hữu quốc ức cho tới chết à? Cũng không phải là vậy. Anh Bự và anh Tường giúp anh rất đắc lực. So với cậu tụi nó kém xa. Anh cũng biết, từ trước đến bây giờ anh sai làm việc gì tôi chưa hề cự tuyệt. Trước đó bị người ta gài bẫy qua, sau này giúp anh không biết có chuyện gì nữa không? Cậu nói cũng đúng đó. Chính vợ của tôi cũng thường cằn nhằn tôi, bảo tôi phải di dân. Nhưng mà nói gì đi nữa, tôi cũng là tay anh chị trong băng đảng, có hồ sơ tiền án cả rồi, làm sao mà di dân được. Còn nữa nè, tôi còn một số cơ sở Hồng Kông. Nè Nam à, cậu dân là nên ra giúp tôi đó. Để em suy nghĩ lại. Đại ca. Này, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Nè, ây da, ngon quá ha. Có ăn nữa lấy thêm nha. Ăn đi. Ngon lắm đó. Ây, Nam. Sao? Vậy. Nam. Ây, được rồi, được rồi. Đang chơi mà. Ây, vô, vô. Miếng này được rồi, miếng này được rồi nè. Đó, được rồi, miếng này nè. Coi chừng phỏng nha. Lấy ăn đi. Ây da. Ây da, ây da, mập quá ha. Đồ thiệt vậy, rẽ lên. Rẽ lên, rẽ lên. Ráng lên, ráng lên. Anh già, nè, anh có nghĩ tới chuyện trở lại giang hồ hay không? Tại sao hỏi như vậy? Muốn anh trở về lắm hả? Anh đó 20 mấy tuổi rồi. Không lẽ chỉ giữ quán rượu đó suốt cuộc đời hay sao? Một đại ca về hưu còn làm được chuyện gì nữa đây? Em đâu có phải là có ý này. Không có ý đó, vậy thì ý gì đây? Em nói đi, em thích anh chỗ nào? Em thích anh ở cái chỗ làm được. Cái gì? Làm xuất sắc. Nghe không rõ. Là làm xuất sắc đó. Đại ca. Đại ca B. Việc gì đó Cường? Tại sao đứng đây ngắp gió vậy? Không có gì. Anh không có việc muốn nói với anh. Có gì đâu mà nói, chúng tôi nói chuyện đâu có hợp. Vậy sao? Quen mắt lắm hả? Cường à, như vậy quá đáng lắm đó. Nếu không làm như vậy làm sao mời được anh. Lên xe đi. Wow, phải bài cục diện lớn như vậy xanh khuôn. Anh B à, tôi mời anh tới gấp như vậy, chắc anh chưa ăn cơm hả? Nè ăn hamburger đi. Đừng có giở trò nữa con tao đâu. Mấy đứa nhỏ tới giờ ăn cơm rồi. Tôi giúp anh mời tụi nó đi ăn mắt đôi nồi nha. Tùy tiện. Có việc gì thì hai chúng ta giải quyết nhau, cần gì phải quấy nhiễu người nhà của tôi. Tôi tùy tiện à? Vậy mà tôi không biết chứ hả? Anh không, anh quá đáng rồi đó nha. Hôm nay tôi có bao lớn thì chờ bao lớn nhanh đó. Ông xã à, ba, ông xã à, đi, đi vô, đi, ba, đi, ba, ông xã, im đi, ông xã, ba, đàn cô à, thả người đi.
Đã trời lớn vậy rồi còn có thể thái người được sao? Anh ở trong nghề bao lâu rồi hả? Còn ngốc vậy chứ? Đừng có đánh bà của tôi. Sợ hả? Sợ anh Phụng à, lấy mạng của tôi đi. Hãy thả căn nhà tôi đi ra đi. Anh Bê, anh có biết tại sao tôi muốn giết sạch cả nhà anh hay không? Không liên quan tới vợ con tôi. Anh Khuôn à, tôi dặn anh hãy thả họ ra đi. Vào đầu tháng 9, tôi thấy làng mua một lô hàng lậu, vừa về tới khu thủy vực thì cảnh sát bốc từ rễ lẫn gốc lên. Tháng trước tôi buôn bán với bọn người tại đại lục ở bên Vân Nam, tôi đã bị anh phá vỡ đi. Tôi tổn thất 70 triệu rồi đó. Anh còn nhớ vụ Ba Bự không hả? Hắn là anh em kết nghĩa của tôi đó. Bao nhiêu món nợ gom lại, mạng cả nhà anh đền không có đủ đâu. Đồ khốn kiếp mà. Năn nỉ tôi đi, tôi có thể sẽ mở lòng từ bi mà tha cho anh đó. Chúng ta đều là người già, hôm nay tôi chết trong tay anh không gì để nói. Nhưng đụng vào nhà của tôi là ma cũng không tha cho anh. Anh Khuôn à, đừng có làm bậy nha. Ở làm quỷ cũng không tha cho tôi mà. Tôi muốn làm quỷ không được linh đó. Anh bảo tôi làm sao không tha anh được đây. Anh Bê à, chết tới nơi rồi mà còn đáo tôi cú nặng như vậy hả? Đưa bàn tay ra cho tôi đi. Bảy mươi mấy triệu thì mất đi, tôi cũng chẳng tiếc cho anh thêm cái này nữa. Đi. Đại ca, người nhà nói sao hả? Đã đi ra ngoài rồi thì phải giữ lời hứa đó. Đã bảo nó cho chết sạch cả nhà thì nhất định phải giết sạch. Đi chụp hình đây, không đi chụp hình đâu. Thôi, không đi chụp hình nha. Đừng chụp nha. Chúng ta ký giả mà, không bị nó phỏng vấn chứ. Có tại theo chụp hình vậy. Chúng ta ký giả mà, làm báo đi mà. Cho chụp hình đi. Nè nè, đợi đợi tôi chết rồi. Đừng ớt đi, đừng kiếp chuyện đó nha. Đừng kiếp chuyện đó nha. Đây, có người bị giết đó. Bây giờ sao hả? Đi ra ngoài đi. Dạ dạ, được rồi. Đi ra đi. Đi ra đi. Không được chụp hình. Đi ra đi. Đi ra đi. Đừng chụp mà. Thằng sẽ tới kìa. Xin mời lên phía trước hành lễ. Nhất cúc cùng, tái cúc cùng, tam cúc cùng, gia quyến tạ lễ. Mọi chuyện xong hết rồi hả? Tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi. Tới là Hậu Nam đó. Hắn không phải là người của Hồng Hương nữa. Tới làm gì đây? Cho coi coi. Cậu tới làm gì? Thấp nghiến nha. Nam à, theo quy củ của giang hồ, cậu không có tư cách để tới. Nếu có lòng thì khấn đầu một cái là được rồi. Cậu nói cái gì thì cũng là người nhà đó mà. Cậu Nam đừng làm tôi khó xử nha. Chỉ thấp một nén nhang thôi, xong tôi sẽ đi ngay. Cậu Nam, cậu bây giờ không còn là người nhà của chúng tôi nữa. Cho dù tôi chịu, đám anh em không chịu đâu. Dù bây giờ tôi không thuộc gì Hồng Hân, nhưng tôi đã theo đại ca từ 14 tuổi. Bây giờ cả nhà đại ca bị giết, tôi đến thắp một nén hương không được sao? Tôi xem lão đại là cha của tôi, hy vọng hai chú nể mặt tôi, tránh đường cho một chút. Cảm ơn. Cái thằng nhóc này cũng khá nghĩa khí nhờ. Dĩ nhiên rồi, nó đi theo lão Bê từ nhỏ mà.
Được. Cảm ơn nha. Nếu vào được thì tới thắp nhang đi. Đừng chụp hình. Đi đi. Anh Khuôn, tới làm gì vậy hả? Tôi bây giờ là người chủ trì của Hồng Hưng. Theo quy củ phải tới đây thắp nén nhang cho họ đó. Ai cũng thắp được, trừ anh thôi. Mày nói cái gì? Là do anh cả. Tao nói cho mày biết nha. Không chứng không cớ, không được nói bậy đó nha hả? Anh B là người có biết bao nhiêu là kẻ thù. Biết đâu chính là nó đi cưỡng hiếp vợ của người ta. Mày biết đó mà. Cả nhà của hắn đều thích làm trò này, đã biết chưa? Vậy đấy, tao làm gì ra? Đừng làm vậy. Thì mày chết. Đừng làm vậy. Bằng vào mày à? Mày chưa xứng đáng là đối thủ của tao đâu, đừng có hông. Cả đám cả lũ chẳng ra cái thứ gì cả. Lão già bê này dù không chết cũng vô dụng thôi. Con mẹ nó. Đứng lại đi. Đừng mà. Đừng. Đừng là mày á. Đừng mà. Đừng. Ra đi. Ra đi. Ra đi. Chú Khuôn à. Đến đây kìa. Đến đây đi. Không sao chứ. Tôi phải đi tắm bút màn cởi chuồng. Tao có đạn kìa. Chết đi. Đừng làm bậy nha. Tôi làm mục sư. Trông thấy mặt anh là cản bã xã hội đó. Làm gì đây? Bên này sơ. Sơ tôi thật là đúng lúc đó nha. Mục sư mà đánh người. Bắt hắn đi. Bắt đi. I didn't see anything happen here at all. Hả? Ông nói gì vậy? Ông nói là không thấy gì cả. Bị bên cút đi. Tôi bây giờ đang bị ta đánh đó mà. Ông nói kiểu gì đây chứ? Là mục sư không bị bắt hay sao? Đi 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 đi. Nè nè nè. Được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Làm ơn đến đây đi. Làm ơn đến ra. Tôi biết ông ở nhà thờ nào rồi. Đừng chụp hình nha. Đi ra đi. Đi ra đi, đừng chụp hình ba. Đừng có chụp hình. Mục sư à, mục sư giỏi thiệt nha. Cậu có biết là trước khi tôi là mục sư, tôi là một người trong giang hồ. Biệt danh của tôi là Trọng Pháo đó. Là ông thiệt sao? Đốt sạch quán rượu thằng Nam cho tôi. Trở về nhà để làm việc này.
Giờ này tổ đông án cái chừng gắt gao anh em chúng tôi lắm. Tôi muốn giống nhất cũng không được đâu. Anh nói đùa hay sao vậy? Bây giờ mới ít tiền thôi mà, vậy mà cũng lớn lửng hay sao đây? Có phải người của đại ca hay sao? Tôi cũng muốn giúp anh đó, nhưng mà tôi hết sức rồi. Để anh ăn mì đi. Sao kìa? Không cần nói nữa. Sao hả? Phi đủ. Bố còn giận tôi sao? Thôi mà, đừng cái giận của anh đã đẹp lắm anh nhỉ? Đẹp lắm. Quá rồi, chúng mình là đẹp tốt với nhau đâu phải không hả? Bố già thứ thiệt vậy nhỉ? Giống bố già lắm. Tốt, tốt. Lắm. Tốt. Anh đẹp tốt với nhau. Tốt lắm, tốt lắm. Nhắc tới chuyện trước kia, tao tôi ham tán gái thôi, nên nhát gan nữa, bỏ chạy mà đi. Hồi tưởng lại, tôi còn tệ hại hơn, đi làm nhị tẩu. Tôi có thể tùy con bé này mà sống suốt đời với nó không cái đã? Dĩ nhiên là không. Ở bên Đài Loan con gái thiếu gì? Tôi cũng có một cô bé cả Lâm nữa. Đại ca, chúng tôi đốt nhiều tiền cho anh nè. Đại ca, Sơn Kê đã về rồi. Anh hãy coi đi, phong quang lắm, anh nên vui lòng. Số của tôi may mắn, tìm được chỗ dựa tốt. Chính tôi không biết được nữa. Các chú các bác ở bên Đài Loan rất là thưởng thức tôi. Thật ra tôi cũng không nghĩ đến. Tôi định trốn lâu rồi, bỏ qua tất cả, mở một quán rượu nhỏ, dự định sống một cuộc sống rất là bình thường. Nói ra chuyện này không ai tin. Vậy mà tên khu khốn kiếp kìa, tháng trước lão đại vừa mới tới tìm tôi, anh nói cho tôi anh muốn đi di dân. Con cái đều lớn khôn, không muốn gieo nhiều phiền phức. Bây giờ không cần tính toán nữa, cả nhà đều chết sạch. Anh còn là người Hồng Hưng không hả? Tôi có phải là người Hồng Kông điều này không quan trọng. Trần Hồng Nam vĩnh viễn là đại ca của tôi. Hảo huynh đệ, cái tên khốn kiếp đó, tao sẽ giết chết hết 18 đời tổ tông của mày. Đồ khốn kiếp, phải chết đi. Hãy chết đi. Tôi khán xe, nếu xe bị người ta hoa rồi, tôi với anh xử vấn.你当警察没前途啊！有钱就了不起啊！哼，cứ đi thiệt là không có tới, xui xẻo quá.
của mẹ mày dướng tay dướng chừng. Chẳng trách gì hôm nay mà xui xẻo. Cô Lý à, chuyện gì vậy? Con nhỏ này từ Đại Lục tới hả? Cô biết con trai của tôi là ai hay không? Đuổi nó đi. Dạ. Ê, còn không mau đi. Mau lên đi. Dọn dẹp. Xin lỗi nha. Mẹ sinh nhật vui vẻ, nhiều phước nhiều thọ. Hay à, mẹ của con hôm nay hả? Bốn dáng đều chưa có tới đó. Mẹ đừng có lo mà. Hay à, đừng có chọn lên vai của mẹ mà. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, bớt lửa lại đi, làm ơn bớt lửa đi. Con mượn tên của mẹ để sâu tiền đó hả? Sâu được mấy trăm ngàn rồi, hả? Đâu có gì đâu, ít thôi mà. Nè, nói cho mẹ biết, mẹ đã có phải chiếc đồng hồ nổi tiếng đó. Nổi tiếng thì nổi tiếng thôi. Nè, đánh con này đi. Nè, đánh con này nè. Phá bài mẹ hoài, còn thiệt đó nha. Hôm nay sinh nhật của bà già tôi, bà là lớn nhất đó mà, có phải không? Không ai thèm nói gì đâu. Tôi tới rồi đó. Nè, có khách tới rồi, cô quan kia thu tiền nha. Ê, lão ngưu à, cảm ơn anh đã tới chơi đấy nha. Tiểu Tâm à, chúng ta cảm ơn. Cảm ơn nè, quan kia chơi đi. Đi qua đi ha. Đi, xin mời. Qua chơi đi mà. Đi. Mạnh nhè. Vừa ý chưa? Ngon lắm. Cảm ơn. Hắn làm nổ quán rượu của anh. Bây giờ tôi giúp anh làm nổ vũ trường của hắn. Muốn nghèo cũng khó nghèo đó mà. Đại ca, mày nói cái gì? Vũ trường giả phim bị tập dở rồi. Thiệt là. Không có chơi nữa. Chơi gì mà không có tới. Nè, đánh chơi cái sông gián mà. Cái gì? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Việc gì phải chịu theo tôi. Tôi vào trong gỡ quần lót xài và mấy người sẽ thua đó, có biết hay không? Đưa túi xách. Dạ. Cầm lấy nè, ngu như con bò. Cô là người làm. What? Cô già cổ. Hả? Thôi đi, đi vào đi, đi vào đi. Đi vào đi. Nhưng mà cái chuyện gì? Đi vào đi mà, đi vào đi. Nè, sao cô đẩy con nhỏ người làm của tôi? Bà là mẹ của anh Khuôn đó hả? Việc gì vậy? Không, tôi nghe nói là bà rất là chanh chua đó, phải không? Có phải không vậy hả? Vậy rồi sao? Bà quá thiệt là chanh chua đó nha. Tôi vốn là không muốn đánh một người đàn bà như bà đâu nha. Nhưng mà tôi đành phải đánh bà thôi. Bà nhiều chuyện. Thằng con của bà đã hại đại ca của tôi đó. Cho biết tay nè. Chết đi. Trời ơi. Cho mày chết nè. Chết đi. Chết tôi rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Nói tiếng Quốc ngữ đi. Mẹ nó. Khuôn à, cái thằng mất dịch. Mày đi đâu rồi? Nè nè. Ủa, ai đến mẹ vậy? Mày đi đâu vậy hả? Mày bỏ bà già rồi phải không? Ai vậy? Con đi đâu vậy? Con minh mẹ chút nào hết, đi đâu vậy hả? Nó hả? Đó. Đánh đi. Bao vậy lại. Đánh đi. Đứng lại nha. Cái thằng kia. Đứng lại nha. Đứng lại. Bao vậy đi. Thằng kia kìa. Bao vậy. Dậy lên. Đánh ra. Đánh đi mà. Đánh ra. Đứng lại nha. Đánh ra. Đứng lại nha. Thank you.
dạ, làm gì vậy? Ai tạt nước vậy hả? Kỳ vậy, sao mà kỳ vậy? Kỳ vậy, ai mà tạt nước vậy hả? Đúng vậy, là dầu lửa đó, mồi gì được không? Xuống đi. Thằng khốn, hôm nay tao phải chỉnh mày. Mày bằng vào cái gì? Muốn chỉnh tao à? Nói sao đi nữa, tao cũng là long đầu tập đoàn Hồng Hưng nữa nha. Mày dám đụng tới tao một sợi lông thì là khi sư diệt tổ. Tránh ra đi, tránh ra đi, tránh ra đi mà. Đi. Cái tên ông Hoàng móc méo vợ của anh em, từ lâu không thuộc về Hồng Hưng. Cái gì? Có chứng cớ không? Chứng cớ hả? Xin lỗi nha anh cô, đây không phải là ý của em muốn đâu. Trần Diệu, tao cho mày 5 triệu đồng mày qua bên Nam Mỹ mà sống, tại sao còn trở về đây? Đã cho hắn 15 triệu rồi, muốn hắn về đây chỉ chứng. Tôi đã bàn với ông Tử rồi, tuần sau tao sẽ từ Hòa Lan về để tiếp quản Hồng Hưng đó. Mày đừng làm bậy nha, mày nói mày không phải là người của Hồng Hưng. Vậy rồi sao? Đây là việc của Hồng Hưng chúng tao, không liên quan tới mày đâu, đây là việc của chúng tao. Không sai, mày nói không sai. Còn món nợ của đại ca thì sao? Thế nào, muốn đi à? Tại sao phải đuổi tận giết tuyệt? Tại sao phải giết chết cả nhà của đại ca? Tại sao vậy, hả? Sao? Dám làm thì phải dám nhận. Trước kia những việc chúng ta làm từ do anh đó, tất cả mình lệnh là do anh. Mày điên à? Đúng vậy, ai nói tôi điên tôi cho hoàng của cải. Món nợ này tao sẽ ghi xuống đây. Nè, nói sao đi nữa? Tao với mày kể như đã chơi từ nhỏ với nhau. Hồi nhỏ tao chăm sóc qua mày mà. Tôi không quên đâu. Con người tôi ân oán phân mình, bất cứ việc gì tôi nhớ thì nhớ một cách rõ ràng. Happy. Cái đồ khốn nạn, giết mày chết nè. Tao phải giết mày chết nè. Tao phải giết mày chết nè. Chết đi. Cút qua đi. Chết đi. Cút ra. Lùi ra. Lùi hết đi. Lùi ra. Đại ca, em sợ quá. Đại ca, em sợ quá đại ca. Sếp à, chuyện gì vậy? Đàn kia có người nổ súng kìa. Đại ca ơi. Thiệt à? Dạ sợ lắm. Đi qua bệnh coi. Dạ dạ. Chạy ra. Đến đây đi, đến đây. Trời. Chạy ra nha. Đến đây, đến đây. Chạy ra. Chạy ra nha. Chạy ra. Đứng là bậy nha. Đến đây đi. Súng nha. Đến đây nha. Đừng có súng nha. Tránh ra đi. Bên đây, bên đây. Có một người đàn ông bị bắn ở đầu, lập tức cho xe cứu thương tới đi. Mà lên đây. Lẹ đi, lẹ đi. Nhưng mà chuyện anh Dũng nha, chụp hình đi, chụp hình đi. Ây da, quan hình là chuyện gì vậy? Thì chụp hình quá, chúng tôi là rất là quan hình đâu. Chụp hình đi, làm mau đi mà. Ây da, chụp hình quá, chụp hình đi. Ây da, ây da, quá hả? Số 1, thì là anh Hùng nha. Mày quá đi. Ây da, ây da. Nam à, câu hay lắm. Cảm ơn ông Tưởng. Kể từ hôm nay, khu đồng Lá Loan này không ai không biết Trần Hậu Nam. Yeah!